mất mấy trăm triệu vì làm việc trực tiếp với chủ nhà. Đây là một câu chuyện đã xảy ra vào năm 2020. Thì anh chị em nào ấy mà lần đầu tiên nha chị nhá, lần đầu tiên mua bất động sản mà chưa có kinh nghiệm về mua bất động sản sang sổ thì hãy nghe câu chuyện của em để rút kinh nghiệm, hoặc là có thể nhờ bên một công ty bất động sản uy tín để hỗ trợ mình. Thì câu chuyện này cách xảy ra là năm 2020, lúc thời điểm này ấy, lại bên công ty của em có gặp một khách hàng, đó chính là một cô giáo. Thì chồng làm công việc bên nước ngoài, xuất khẩu lao động bên nước ngoài, có gửi một số tiền đem về là khoảng hơn 5 tỷ là tích trữ để mua một bất động sản vừa ở vừa sau có thể kinh doanh được, và chồng chuẩn bị về nước. Thì thời điểm đấy cô giáo có nhờ bên em kiếm cho một căn nhà với vị trí rất là phù hợp, đó chính là một vị trí ở mặt tiền chợ chiều. Mặt tiền này ấy, là nối thẳng từ quốc lộ 1A đi vào khu nghiệp Hồ Đại Ba. Vị trí này kinh doanh cực kỳ tuyệt vời luôn. Thì vị trí này có một căn nhà lầu. Thì căn nhà mặt tiền chợ đấy ấy, chủ mong muốn bán là với mức giá là 5 tỷ rưỡi. Nhưng thực tế tâm sự của chủ ấy là 5 tỷ 2 chủ vẫn bán được. Nhưng mà chủ vẫn mong muốn là mình giao giá 5 tỷ rưỡi để khách vô thương lượng được bao nhiêu thì chủ bán bao nhiêu. Thì trong tâm thế một người môi giới, chủ cũng là khách, cho nên phía quan điểm của chủ thì luôn luôn là đúng, và phía bên khách cũng là khách hàng của bên môi giới bên em. Thì cô giáo này sau khi xem nhà xong cũng không trả giá gì hết, cũng bảo về suy nghĩ, rồi sau đó hai bên bắt tay nhau đi về. Tối đấy cô giáo trực tiếp đến làm việc với chủ luôn. Thì sự việc làm việc như thế nào thì cũng không biết, nhưng sáng hôm sau cô giáo mới nhắn tin là hai bên đã thỏa thuận xong rồi và cô giáo đã đặt cọc 200 triệu đó. Thì báo cho bên em được biết để xin bên em hỗ trợ làm hồ sơ. Thì bên em rất rất vui vẻ thôi, nhưng mà bên em hỏi là mức giá là cô giáo mua được là giá bao nhiêu. Thì cô giáo bảo là hôm sau khi làm việc xong thì mua mức giá là 5 tỷ tư. 5 tỷ tư nếu tính ra vẫn rẻ hơn so với mong muốn của chủ được 100 triệu. Nhưng mà nếu thật sự làm việc qua bên môi giới, bên công ty thì cô giáo còn có thể mua được 5 tỷ 2 nữa cơ. Sự việc chưa dừng lại ở đó. Còn một vấn đề nữa mà cô giáo không nghĩ đến, đó chính là phí sang nhượng sổ. Cô thời điểm đấy cô không có kinh nghiệm về làm sổ, cũng không có kinh nghiệm về sang sổ đất. Cho nên cứ nghĩ là căn nhà này á, sang sổ đâu đó tầm khoảng 10 triệu đến 15 triệu thôi. Cho nên mức giá này cô giáo có thể chấp nhận được. Nhưng khi ra sổ với mức phí là 70 triệu, 70 triệu tiền sổ, thì cô giáo hết hồn khi nhận về cái tờ biên lai là đóng thuế thu nhập, gồm có thuế thu nhập cá nhân và thuế trước bạ thì là 70 triệu. Thì cô giáo mới bờ ngửa ra mất hết 50 triệu nữa. Thì lúc đấy cô giáo quay trở lại hỏi bên em là ủa tại sao thuế thu nhập cá nhân cao như vậy, thuế đóng cao như vậy mà không báo cho chị biết. Thì em nói thật luôn là chị, lúc mà chị vô đàm phán chị không thể nói cho bên em biết, thì bên em làm sao mà hỗ trợ chị được. Chị làm việc xong hết rồi, thương lượng xong hết rồi, chị tự đi làm sổ thì coi như là em không thể là hỗ trợ một bước nào được nữa. Thì bây giờ với mức thuế như thế này thì chị đã thỏa thuận với chủ là chị đóng rồi thì chị cứ đóng đi rồi ra sổ tên mình thôi. Thì đó, sau khi nghe bên em nói như vậy thì chị chấp nhận ra đóng sổ và đóng tiền thuế và lấy sổ về. Đó, thì trong cái vấn đề này ấy, theo quan điểm của em, nếu anh chị nào có nhu cầu mua bất động sản nhưng chưa bao giờ mua bất động sản, chưa có kinh nghiệm mua bất động sản, đặc biệt là anh chị nào mà có một dòng tiền mới mới tích trữ được, một dòng tiền không to mà muốn mua bất động sản để tránh trường hợp mà bơ ngỡ cho bất động sản, tránh những rủi ro, thì hãy tìm đến nhà môi giới chuyên nghiệp. Đó, chính là lời khuyên của bên công ty em. Đó, cảm ơn chị rất nhiều. Hẹn anh chị ở tiếp theo.